Xin chào tất cả mọi người. Trong bài tập nói thư pháp này, chúng ta thấy có một câu nói trong tiếng Việt nói theo kiểu bình dân, kiểu thân mật, familier, informel là chết, hết xe buýt rồi, làm sao bây giờ? Tức là một người đi ra chỗ bến xe buýt đó, thì hết xe buýt buổi tối rồi, thì bây giờ nói là làm sao bây giờ? Thì nói thế nào trong tiếng Pháp? Zit, il n'y a plus de bus, comment faire maintenant? Ở trong câu nói thư pháp này, chúng ta thấy cũng là một cách nói rất là bình dân này. Và chúng ta sẽ để ý tới ba điểm. Thứ nhất là zit, và thứ hai là chữ de, và thứ ba là cách nói comment faire maintenant. Zit là một hô từ, interjection. Hô từ tức là một từ người ta phát ra khỏi miệng mình để nói lên một cái cảm tưởng gì trong lòng mình, trong đầu mình. Có thể là vui, có thể là buồn, có thể là ngạc nhiên, có thể là giận dữ. Hô từ. Dùng, và chữ zit này dùng để diễn tả sự ngạc nhiên, sự bất bình, sự không hài lòng, sự tức giận, vân vân. Và nó có những cái chữ đồng nghĩa với nó, chẳng hạn là zit alors, mince, flûte, maudieu, merde, diable. Và chúng ta thấy đây là những cách nói rất là bình dân, familier. Zit alors, mince, flûte, maudieu là trời ơi, chúa ơi, merde, diable, quỷ thần ơi. Và trong tiếng Anh chúng ta thấy có chữ damn. Như vậy, zit là một hô từ dùng để diễn tả một sự ngạc nhiên. Và ngạc nhiên ở đây chúng ta hiểu là ngạc nhiên không có lý thú, chứ không phải chúng ta thấy một cái chuyện vui, một sự ngạc nhiên lý thú, đây một ngạc nhiên không có vui, một sự bất bình, một sự hài bất không có hài lòng và một sự tức giận. Ví dụ chúng ta đang để cho máy giặt nó chạy, trong đó có quần áo, nhưng mà bỗng nhiên cái máy nó hư, nó không chạy nữa. Zit, la machine à laver ne marche plus. Đây là một sự ngạc nhiên không có lý thú gì hết. Chúng ta không muốn cho cái máy nó dừng lại, nhưng mà bây giờ nó lại dừng lại. Zit, j'ai cassé le verre. Chúng ta có một ly nước, một ly sữa, một ly rượu gì đó, và bây giờ bỗng nhiên bị lật đổ và nó bể nát ra. Đây là một sự không có hài lòng. Zit alors, tant pis, on y va sans lui. Ở đây chúng ta hiểu là đây trong một cái tình huống, một người muốn đi với chúng ta nhưng bây giờ lại không tới. Thì mình nói với một người kia là thôi, không có anh ta thì mình cũng cứ đi, không có cần anh ta nữa. Zit alors, tant pis, on y va sans lui. Như vậy chúng ta vừa coi chữ zit ở trong cái câu nói này, tức là diễn tả một cái sự ngạc nhiên không có vui, một sự không hài lòng, một sự tức giận. Và bây giờ chúng ta coi tới chữ de ở trong câu nói phủ định này. Ở bên trái chúng ta có những cái câu khẳng định, và bên tay phải chúng ta có những câu phủ định. J'ai un dictionnaire, tôi có một cuốn từ điển. Je n'ai pas de dictionnaire, tôi không có từ điển. Chúng ta có giấy từ de. Je bois souvent du thé, tôi thường xuyên uống trà. Je ne bois jamais de thé, phủ định, chúng ta lại không còn để đi nữa, mà thay vào đó là bằng de. J'ai acheté de la viande, tôi đã mua thịt. Je n'ai pas acheté de viande, tôi đã không mua thịt. Ở đây là j'ai acheté de la viande, mạo từ từng phần. Ở đây là không, khi là một câu phủ định thì là de. Il y a beaucoup de moustiques, có quá nhiều muỗi. Il n'y a pas de moustiques, không có muỗi. Chúng ta thấy là il n'y a pas de là phủ định, thì để dùng de. Il y a encore des bus, vẫn còn xe buýt. Il n'y a plus de bus, không còn xe buýt nữa. Đây là một cái tình huống ở trong đề bài của chúng ta. Nhưng mà chúng ta lưu ý, ở trong các cái cách nói, chẳng hạn như là avoir faim, avoir soif, avoir chaud, j'ai faim, tôi đói, tôi không đói, je n'ai pas faim. Chúng ta không dùng de như bên trên. J'ai chaud, tôi nóng, tôi không nóng, je n'ai pas chaud. Chúng ta không dùng de như bên trên. Và chúng ta vừa qua lược qua cái cách dùng của chữ de trong câu phủ định. Không còn xe buýt nữa. Il n'y a plus de bus. Và bây giờ chúng ta coi tới phần thứ ba, comment faire maintenant. Đây là một câu hỏi. Câu hỏi thì phải có một đối tượng. Chúng ta phải nói với ai? Có thể là nói với chính mình. Có thể nói với một người đối diện với mình. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy không có chủ ngữ và động từ không chia. Đây là một cách nói rất là nhanh. Cách nói cho nó nhanh. Và cách nói thân thiện. Cách nói bình dân. Làm thế nào bây giờ? Để chúng ta nói với một người kia đó. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Hoặc là que faire maintenant? Bây giờ làm gì? Hoặc là où aller maintenant? Đi đâu bây giờ? Hoặc là à qui en parler? Parler de. Thì chúng ta dùng đại từ en. Sẽ nói cái chuyện này với ai bây giờ? Biết nói điều này với ai bây giờ? Chúng thấy trong cách nói bên trên, động từ không chia và cũng không có thấy chủ ngữ, không thấy sujet nữa. Đây là cách nói familier, cách nói informel, cách nói bình dân. Chúng ta ở trong câu số 2 thấy que faire maintenant, chúng ta lưu ý một chuyện. Que faire maintenant, bây giờ phải làm gì? Que faire maintenant, nếu mà chúng ta để chữ que ra phía sau động từ faire thì nó biến thành qua. On va faire quoi maintenant,
cho ta thấy là chúng ta thấy cờ và qua đều là đại từ nghi vấn cái gì, và khi để trước động từ thì nó là cờ cờ phê để sau động từ nó biến thành qua cờ phê làm gì bây giờ on va phê qua metno chúng ta làm gì bây giờ. Hai câu này ý nghĩa giống nhau nhưng mà câu trên là cờ, câu dưới là qua, cũng giống như câu dưới qu'est-ce que tu as dit, bạn vừa nói cái gì, thì cờ này là cái gì khi đứng trước động từ, chưa đi qua bạn đã nói cái gì thì cờ này biến thành qua khi nó đứng sau động từ. Chúng ta vừa qua ba điều cần lưu ý ở trong câu nói hết xe buýt rồi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Il n'y a plus de bus, comment faire maintenant? Và trước khi đi làm các câu ví dụ chúng ta để ý chữ de này chúng ta không phát âm mạnh, và chữ maintenant cũng vậy, có ba âm tiết maintenant 1 2 3 thì chỉ còn hai thôi, và chữ bờ này cũng không còn nữa. Zit in a plus bis, zit in a plus bis. Chúng ta không có cần nói quá mạnh. In a plus de bis, zit in a plus bis. Comment faire maintenant? Comment faire maintenant? Maintenant. Không cần đọc là maintenant, maintenant. À, đó là chúng ta để ý về một điểm để phát âm. Và bây giờ đi vào thực tập làm câu. Đây là hai câu nói giữa hai người bạn với nhau. Đang đi trên đường và gặp mưa thì một người nói là chết rồi, trời sắp mưa to, làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm chỗ trú ẩn đi vì tôi không có áo mưa. Thì người kia nói là đừng có lo, mình có hai cái. Chết rồi, trời sắp mưa to, làm sao bây giờ? Zit. Trời sắp mưa to, il va pleuvoir. Làm sao bây giờ? Comment faire maintenant? Comment faire maintenant? Zit, il va pleuvoir, comment faire maintenant? Chúng ta đi tìm chỗ trú ẩn đi vì tôi không có mưa. Allons, chúng ta đi, allons chercher abri. Parce que là bởi vì je n'ai pas d'un père. Allons chercher abri parce que je n'ai pas d'un père. Chercher abri là chúng ta để ý danh từ abri là xuất phát từ động từ abrite. Abrite là che chắn cái gì? Vì chúng ta có một cái đống củi chẳng hạn, phải che chắn để cho nó khỏi mưa gió. Có bức tượng gì đó chúng ta cũng cần để cho nó không có bị mưa, bị nắng, bị phai màu. Thì chúng ta dùng động từ abrite. Và cái chỗ, cái sự che chắn đó là abri, chercher abri. Ở bên dưới chúng ta thấy có những cái đồ vật mà chúng ta gọi là abri này này. Un abri de jardin. Ở những căn nhà ở bên châu Âu có cái vườn thì người ta làm một cái nhà nho nhỏ rất là sơ sài để trong đó để những cái vật dụng làm vườn như là ống nước, phân bón, cuốc xẻng vân vân, gọi là abri de jardin. Abri là nơi chứa đựng những cái đồ vật làm vườn. Ở bên tay phải chúng ta có hai cái trạm xe buýt. Một cái trạm xe buýt chúng ta gọi là abri bus bởi vì nó có mái che. Khi người khách đứng chờ xe buýt thì có thể được che chắn một phần nào khỏi mưa, khỏi nắng. Trong khi cái trạm ở bên tay phải chúng ta không gọi là abri bus, nó chỉ là một cái un arrêt de bus, một cái nơi xe buýt dừng lại để đón khách thôi, không có mái che. Như vậy chúng ta vừa nói là chúng ta đi tìm chỗ trú ẩn đi, chercher abri, parce que je n'ai pas d'un père, tôi không có. Chúng ta lại gặp dưới từ de trong một câu phủ định như là bên trên đã nói. Phủ định thì phải có de. Je n'ai pas de père. Je n'ai pas d'un père. Un père là viết tắt của imperméable. Viết đầy đủ ra là imperméable. Nhưng mà thường thường người ta nói tắt. Un père là một cái áo mưa. Imperméable. Người ta cắt ra người ta làm cho nó ngắn. Un père. Trong câu số 2, một người nói như thế này: bây giờ tôi phải đi ra sân bay để đón chú tôi mà xe của tôi lại không có nổ máy, làm sao bây giờ? Thì người kia nói là bạn lấy xe của tôi mà đi, hôm nay tôi làm việc ở nhà. Ồ, bạn tốt quá, bây giờ tôi phải đi ra sân bay đón. Chúng ta nói đi đón ai? Phải đi đón một người ở sân bay, ở nhà ga, hay là đi đón con ở trường học. Chúng ta dùng động từ chercher. Chercher ở đây không có nghĩa là đi tìm, mà là đi đón. Ở người miền Nam Việt Nam gọi là đi rước đó. Bây giờ, maintenant, bây giờ, maintenant, je dois aller chercher mon oncle à l'aéroport.
mê, nhưng mà cái xe của tôi không nổ, tức là tôi không thể nào khởi động được cái xe của tôi. Mais je n'arrive pas à, démarrer ma moto. Bây giờ nào chúng ta đi bằng xe máy á. Comment faire maintenant? Maintenant, je dois aller chercher mon oncle à l'aéroport. À l'aéroport. Mais je n'arrive pas à démarrer ma moto. Démarrer là làm cho cái máy nó khởi động. Khởi động cái máy là làm cho cái máy nó nổ. Nhưng mà không thể làm được. Động từ arriver à faire quelque chose là làm được. Ở đây phủ định là không làm được. Không có thể làm được. Bây giờ tôi phải đi đón chú tôi ở sân bay. Nhưng tôi không thể nào khởi động cái xe gắn máy được. Comment faire maintenant? Trễ rồi, bây giờ làm sao? Thì người bạn nói là lấy cái xe tôi mà đi. Prends la mienne. Lấy xe của tôi mà đi. La mienne là tức là ma, prends là ma moto. La mienne là đại từ sở hữu thay cho một danh từ. Danh từ đó có tính từ sở hữu đi trước. Tức là thay vì nói là prends ma moto, về trên chúng ta có thấy mô tô rồi, bây giờ người ta lược đi, người ta dùng một cái đại từ prends la mienne thay cho chữ ma moto. Hôm nay tôi làm việc ở nhà. Aujourd'hui, je travaille à la maison. Tôi làm việc ở nhà. Prends ma moto, prends la mienne. Aujourd'hui, je travaille à la maison. Và người kia, cảm ơn. Merci beaucoup. Tu es très gentil. Merci beaucoup. Tu es très gentil. Merci beaucoup là cảm ơn nhiều. Tu es, và nếu mà nói một cách thân mật thì người ta có thể lược đi, thay vì nói tu es, người ta nói là te. Te, très gentil. Và tính từ gentil, người ta không phát âm ký tự L. Phát âm là gentil. Maintenant, je dois aller chercher mon oncle à l'aéroport. Mais je n'arrive pas à démarrer ma moto. Comment faire maintenant? Prends la mienne. Aujourd'hui, je travaille à la maison. Merci beaucoup, t'es très gentil. Làm gì bây giờ? Mưa suốt 2 tiếng rồi và chưa có dấu hiệu ngưng. Và đây có thể nói với một người khác hay tự nói với mình. Mình tự nói với bản thân mình, mưa suốt như vậy. Bây giờ phải làm gì? Thì là peut faire maintenant. Peut faire maintenant. Làm gì bây giờ? Il pleut depuis 2 heures. Trời mưa suốt từ 2 tiếng đồng hồ tới bây giờ. Parfait maintenant, il pleut depuis 2 heures. Và chưa có dấu hiệu. Et il n'y a aucun signe. Không có dấu hiệu rằng qu'il va s'arrêter. In đây là trời mưa, đó là ông trời, chúng ta tạm gọi ông trời là vô nhân xưng đó. In này, và chưa có dấu hiệu rằng cái chuyện đó, cái chuyện mưa nó sẽ chấm dứt. Parfait maintenant, il pleut depuis 2 heures. Et il n'y a aucun signe qu'il va s'arrêter. Chúng ta biết là trời mưa như vậy thì không biết phải đi đâu, đi chơi cũng không được, không thể đi ra ngoài được. Và chưa có dấu hiệu ngưng thì chúng ta phải tự hỏi bây giờ phải làm cái gì? Chờ mưa còn lâu, cờ phe mẹt. Câu số 4, đi đâu bây giờ? Vào trung tâm thành phố nhé. Thì người kia trả lời sao cũng được. Đi đâu bây giờ? Tức là câu nói với một cái người đang nghe, nhưng mà người ta không biết chia. Où allez maintenant? Où allez maintenant? Où allez maintenant? Đi vào trung tâm thành phố nhé. Au centre-ville, d'accord? Au centre-ville, d'accord? Đồng ý không? Thì người kia bảo sao cũng được. Ça m'est égal, hoặc là peu importe, không có quan trọng. Ça m'est égal là đối với tôi sao cũng được. Đây là một diễn tả một cái sự dửng dưng, thế nào cũng được, không có quan trọng. Ça m'est égal hoặc là peu importe. Để cho thấy trong câu này là rõ ràng một người này nói với một người kia, nhưng mà người ta không có chia động từ ra và động từ không có chủ nữa. Où allez maintenant? Bây giờ đi đâu? Où allez maintenant? Au centre-ville, d'accord? Đi vào trong trung tâm thành phố, đồng ý không? Ça m'est égal, peu importe. Câu số 5. Là một người gọi điện, tức là đang lái xe,
đang chạy xe mà bị lạc. Alo, mình bị lạc rồi, tôi không biết phải đi về hướng nào. Thì người kia sẽ hướng dẫn bạn đi về hướng Orléans nhé. Đi khoảng 15 phút sẽ thấy tỉnh lộ 15. Đây là một cái câu ví dụ thôi, tôi cũng không biết là trên cái con đường đi về Orléans có phải là tỉnh lộ 15 hay không. Chúng ta giả dụ vậy thôi. Alo. Alo, je suis perdu. Alo, je suis perdu. Tôi không biết, je ne sais, tôi không biết phải đi về hướng nào. Je ne sais pas quelle direction prendre. Alo, je suis perdu. Mình chạy xe mà mình bị lạc đường thì phải hỏi cái người thân để họ hướng dẫn cho mình. Và mình nói là alo, je suis perdu. Je ne sais pas quelle direction prendre. Tôi không biết phải đi lấy cái hướng nào, lấy cái hướng đi nào. Thì người kia nói là bạn lấy hướng đi về Orléans. Prends la direction d'Orléans. Bạn lấy hướng đi về Orléans. Orléans là một thành phố ở phía nam của Paris, cách Paris khoảng 1-2 giờ chạy xe đó. Rồi đi thêm khoảng 15 phút nữa. Faites encore environ 15 minutes. Và bạn sẽ thấy tỉnh lộ số 15. Et tu vas voir la route départemental 15. Ở đây tôi là chỉ lấy một cái ví dụ thôi, thực sự không phải là tỉnh lộ 15, nhưng mà chúng ta cũng tiện dụng để chúng ta học. Tỉnh lộ là la route départementale, bởi vì chúng ta biết các cái tỉnh trong tiếng Pháp người ta không dùng province mà thường người ta dùng danh từ département. Département là một đơn vị hành chánh tương đương như là tỉnh của Việt Nam, département, và cái con đường thuộc về tỉnh thì gọi là la route départementale, và tập ký hiệu bằng chữ D. Ở đây là tỉnh lộ 920 mấy đó, đi Palaiseau Paris, đi về hướng Palaiseau, đi về hướng Paris. Tỉnh lộ thì nó nhỏ thôi. Và chúng ta cũng có quốc lộ là route national, và ta ký hiệu bằng N này. Đây là quốc lộ số 7 cũng đi về phía Paris, đi về Orléans. Và đây là chúng ta thấy direction, cái mũi tên chỉ về hướng nào thì là direction hướng đó, direction nord. Alo, je suis perdu, je ne sais pas quelle direction prendre. Prends la direction d'Orléans. Faites environ 15 minutes. Encore environ 15 minutes. Et tu vas voir la route départementale 15. Câu số 6 là một người tự nói với chính mình. Tôi học tiếng Pháp từ 6 tháng nay mà viết còn nhiều lỗi quá. Trong khi các bạn của tôi thì viết giỏi hơn tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tiếp tục hay bỏ cuộc đây? Người ta cũng cùng học với tôi, người ta viết giỏi hơn tôi viết còn nhiều lỗi quá. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tôi học tiếng Pháp từ 6 tháng nay. J'apprends le français depuis 6 mois. Nhưng tôi, mais je fais encore beaucoup de fautes à l'écrit. À l'écrit là khi chúng ta nói về phần viết đó. Trong khi các bạn tôi, tandis que mes camarades écrivent mieux que moi. Bây giờ phải làm sao bây giờ, người ta tiến bộ mà mình không tiến bộ. Comment faire maintenant. Và người này bắt đầu khá bi quan, bây giờ chúng ta tiếp tục học nữa hay không, hay là ngưng. Continuer ou abandonner. Abandonner là bỏ học. J'apprends le français depuis 6 mois. J'apprends le français depuis 6 mois, mais je fais encore beaucoup de fautes à l'écrit. Khi viết thì vẫn còn nhiều lỗi. Tandis que mes camarades écrivent mieux que moi. Comment faire maintenant? Continuer ou abandonner? Như vậy trong bài thơ nói tiếng Pháp này tôi giới thiệu một câu nói có tính chất bình dân phổ thông đó.
chết hết xe buýt rồi làm sao bây giờ? Thì chúng ta vừa coi ba phần ở trong câu nói này. Chết là một cái hô từ, chúng ta có chữ zit hoặc là mans hoặc là fleet hoặc là mer được cũng được. Hết hết rồi thì chúng ta phải có chữ đờ ở trong cái công thức phủ định. Và làm sao bây giờ, đây là một cách nói bình dân, chúng ta không cần chia động từ, chúng ta cũng không cần để chủ ngữ vào nữa. Zit n'y a plus de bus, comment faire maintenant? Xin chào tất cả mọi người.